Theo các bạn thì công việc nào có thể đáp ứng được những đặc điểm sau đây? Mình chỉ tập trung vào hai cái ý chính. Thứ nhất là thu nhập và quy mô. Thứ hai là thời gian và không gian làm việc. Về thu nhập thì có thể nói cái công việc này sẽ là công việc không giới hạn thu nhập. Từ 0 đến 5 triệu, 5 đến 15 triệu, 15 đến 30, 30 đến 100 và thậm chí là hơn rất nhiều. Số lượng khách hàng mà các bạn có thể đạt được và quản lý là có thể 100, 1.000, 20.000 khách hàng. Đó là phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn. Và quan trọng hơn là cái quy mô tài sản mà các bạn quản lý thì cũng không giới hạn theo những cái thông tin trên. Có thể 5 tỷ, 10 tỷ, 50 tỷ, 100 hoặc thậm chí số lượng rất lớn như thế này. Thì khi mà các bạn đạt được những cái tầm quy mô quản lý cái tài sản nó lớn đến những cái mốc như này thì cái tầm của các bạn lên mà các bạn có thể làm được rất nhiều việc khác. Cái điểm mà mình cực kỳ tâm đắc trong cái nghề này đó chính là thời gian và không gian làm việc. Thì thông thường nha, theo lịch của nhà nước, lịch mà chúng ta thường làm thì là từ 8 giờ 30 đến 4 rưỡi chiều và chỉ cần làm 5 ngày trong tuần, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Và nếu mà các bạn có việc đột xuất hoặc là có cái vấn đề gì hay muốn đi du lịch thì cũng có thể là xin làm việc từ xa. Và cái này thì rất là thoải mái thôi. Cái đặc điểm của nghề này thì nó chính là các bạn sẽ làm việc hoàn toàn online. Rất nhiều công việc các bạn sẽ thực hiện online hết. Và khách hàng và đối tác của các bạn có thể là mọi nơi trên đất nước Việt Nam, thậm chí cả bên nước ngoài, bên Hàn, bên Nhật, bên Mỹ, vân vân. Và các bạn có thể làm việc ở tất cả mọi nơi mà các bạn muốn làm. Tất nhiên khi các bạn là một dân pro rồi thì các bạn mới có thể làm được việc này. Thì các bạn có thể làm việc ở tại văn phòng công ty này, quán cà phê, nhà hàng, bất cứ lúc nào, đi du lịch. Thậm chí là như mình, hiện tại bây giờ mình đi du lịch cũng có thể làm việc được. Chỉ cần nhìn vào hai cái đặc điểm của cái công việc này thôi thì chắc chắn đây sẽ là một nghề mà rất nhiều người đang mơ ước muốn được làm công việc này. Tất nhiên nó sẽ phù hợp với một số bạn nhất định chứ không phải là dành cho tất cả. Và bạn nào muốn tìm hiểu một công việc như vậy thì hãy liên hệ với số trên màn hình.